giáo cây thông và các bé đang hối hả đến lớp. Graham, nhanh lên, mưa lớn rồi kìa. Ryan, Rambo, các cậu có muốn đua với tớ vào lớp không? Người sau cùng là đồ dởm, cậu phải nhanh hơn thế nữa. Rambo, nhanh lên. Ryan, đợi em với. Rambo, em có sao không? Em không sao. Tớ xin lỗi, cũng tại tớ đã rủ các cậu đua. Tớ ổn mà. Nhìn này. Nghe kìa. Là một đàn chim nhỏ. Tớ không thích những ngày mưa nữa. Một khi trời mưa, rất nhiều chim mất tổ. Bố tớ nói với tớ là các em bé có thể bị ốm nếu bị ướt. Tụi mình nên làm gì? Chúng ta phải nghĩ cách giúp cho mấy cô ráo. Tớ có thể giữ ấm cho em ấy bằng đôi tay của mình. Không, cậu không nên. Trước đó chúng ta nên lau khô người đã. Này Vic, cậu còn chiếc khăn tay đó không? Ừ, tớ có một cái nè. Để anh lau cho em nha. Xong rồi. Dễ thương quá, đáng yêu quá. Không, đừng ăn cái đó. Tớ đoán chắc em ấy đói rồi. Tớ có ý này. Ăn cái này đi. Đó là mật ong đó. Để tớ thử cho. Ăn cậy mút không? Của em đây. Chim có ăn sâu không nhỉ? Xin chào. Các cậu đang làm gì vậy? Xin chào Herbie. Đến đây xem nè. Chúng ta đã cứu được một em chim nhỏ. Chim nhỏ, bây giờ cậu đã có một số thức ăn. Phải. Đi chơi vui nào. Một, hai, ba, bốn. Em chim nhỏ, em thật dễ thương. Em chim nhỏ mệt rồi. Mơ ngọt ngào nha, em chim nhỏ. Ta yêu mặt trời. Con yêu. Con yêu. Con của mẹ đâu? Con ở đâu? Đến với mẹ nào. Con ư? Các cậu ra ngoài đi. Ngoài này trời nắng rồi. Mưa tạnh rồi. Tớ có ý này. Sao chúng ta không sử dụng chỗ này để xây tổ ấm cho chim nhỉ? Nó không chỉ giữ cho em ấy khô ráo mà còn giữ cho em ấy an toàn. Ồ, tớ hiểu rồi. Vậy tổ chim là một mái ấm. Bé chim cảm thấy an toàn bên trong, bất kể điều gì xảy ra bên ngoài. Mẹ dắt bé đi dạo nào.
Ơ, bé chim, sao vậy? Có lẽ nó nhớ mẹ nó. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ryer. Mẹ. Ryer, mẹ, con đây rồi. Chúng ta nên đưa em ấy về với mẹ. Nhưng em sẽ nhớ em ấy lắm. Anh cũng sẽ nhớ em ấy. Nhưng mẹ em ấy có lẽ đang rất lo lắng. Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu mất mẹ? Ryer, cậu đang làm gì vậy? Chúng tôi đang tìm mẹ của em chim này. Bé chim, là em. Hư hư, đây có phải là nơi cậu đã gặp chim mẹ không? Phải đó. Nhưng bây giờ cô ấy đang ở đâu? Hư hư, cậu có chắc đúng chỗ không vậy? Tớ nghĩ là đúng đó. Hãy gọi cô ấy nào. Được thôi. Mẹ chim, mẹ chim, cô đang ở đâu? Ryer, cô ấy có biết chúng ta đang tìm cô ấy không? Có thể không. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm nhé. Mẹ chim ơi, cô đang ở đâu? Mẹ chim, thôi nào, mẹ chim. Con của mẹ, con ở đâu? Mẹ chim, mẹ chim ơi, cô ở đâu? Mẹ chim. Mẹ chim ơi. Mẹ chim. Các cậu nghe kìa, nó phát ra từ cái cây lớn này. Cùng làm nhé. Ừ. Mẹ chim. Mẹ chim, ra ngoài đón con của cô này. Tớ không nghĩ đó là cô ấy. Chúng ta thử nơi khác đi. Ừ. Mẹ chim ơi, cô ở đâu? Mẹ chim. Mẹ chim. Mẹ chim ơi, cô ở đâu? Mẹ chim. Mẹ chim. Mẹ. 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 Em ấy đang nói kìa. Các cậu có nghe thấy không? Ôi, dễ thương quá. Mẹ. 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 Con yêu của mẹ. Con yêu. Mẹ. Con ơi. Mẹ đã lo lắng lắm. Em ấy đã tìm thấy mẹ của mình rồi. Cảm ơn các cháu đã chăm sóc con của cô. Cháu nên đưa em ấy đến với cô sớm hơn. Xin lỗi đã làm cô lo lắng. Em ấy nói với cô rằng em ấy thích chơi với các cháu. Nếu em ấy muốn, cô sẽ đưa em ấy đến gặp các cháu. Bé con của mẹ, chúng ta nên về nhà thôi. Các cháu, hẹn gặp lại nhé. Tạm biệt cô. Hẹn gặp lại. Các bé kết thúc buổi học trong ngày và lên đường về nhà. Mẹ ơi, mẹ ơi. Chào các con. Mẹ ơi, hôm nay con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng rất nhớ các con. Nhưng các con phải rời khỏi chân mẹ nếu chúng ta muốn đi đâu đó. Xin chào các cậu. Bé chim đó chắc chắn rất dễ thương. Nhưng nó cần mẹ nhiều hơn là cần chúng ta. Vì vậy chúng tớ đã làm điều đúng đắn và gửi nó trở về nhà. Tạm biệt.
non cây thông. Tớ sẽ di chuyển đến đây, được chứ? Tớ sẽ ăn. Tớ đã tiêu diệt con bọ cánh cứng của cậu. Tớ đã mất một con khác rồi. Bước tiếp theo nên đi thế nào đây? Rambo, nhanh lên đi. Tớ biết rồi. Tớ sẽ chuyển đến đây. Cái gì? Rambo, cậu không thể làm vậy. Cậu không thể di chuyển bọ của cậu đến đó vì bọ của tớ cản đường rồi. Cậu không biết chơi rồi. Tớ biết cách chơi. Tớ có thể di chuyển nó đến đó mà. Để tớ đoán nhé. Cậu lại quên luật chơi đúng không? Tiki nói đúng, cậu lại quên luật chơi. Tớ biết ngay mà. Tớ quên một lần à. Bọ cánh cứng của tớ là đỉnh nhất. Chúng luôn đánh bại những con bọ của cậu. Cậu ấy đang nói dối. Bọ cánh cứng không bao giờ thắng được. Chúng tớ không tin cậu. Đúng là cậu không biết chơi. Rambo nói dối. Nói dối không biết ngượng mồm. Trò chơi kết thúc rồi. Đi nào. Tớ giờ học rồi. Ram, đi thôi. Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Sao mình không bao giờ có thể nhớ bất kỳ luật nào? Có lẽ vì não của mình chứa đầy thức ăn chăng? Các con, chúng ta đã mở ra vài lớp học mới. Tất cả đều thú vị. Nhìn đây, chúng ta có một lớp học vẽ, lớp nhạc, lớp thể dục và lớp làm vườn. Tớ nên chọn cái nào? Cậu chọn cái nào? Cô có một bông hoa ở đây. Hãy chọn bông hoa của các con và đặt nó dưới lớp mình muốn tham dự nhé. Bây giờ, hãy xếp hàng và chọn lớp học của các con. Tuyệt quá! Mình không biết nữa. Từng người một thôi, đừng có vội. Nếu mình học hết thì sao? Nhìn vào bài vẽ của Rambo kìa. Hay quá, thật tuyệt. Cậu ấy thật tuyệt. Tuyệt vời quá. Rambo, Rambo, đến lượt con nè. Tất cả bốn luôn ư? Rambo, con có chắc không? Con muốn trở thành siêu nhân Rambo. Siêu nhân Rambo. Các lớp mới được thêm bắt đầu tại mẫu giáo cây thông. Thêm chút nữa. Bút chì màu của tớ đâu? Rambo, hoàng tử thanh lịch của cậu đang vẽ. Tránh ra một bên. Cậu ấy nói đúng, tránh ra đi. Đây rồi. Ồ không, bây giờ tớ có lớp âm nhạc. Táo. Táo đâu rồi? Rambo đã lấy nó rồi. Các con, ai muốn thử nào? Con à? Rambo, còn con thì sao? Lên đi Rambo, mời cậu. Cầm lấy đi Rambo. Đập chuông hoa nhẹ nhàng thôi. Làm sao để tạo ra âm thanh nhỉ? Cái này vui quá đi. Được rồi các con, hôm nay học môn bóng đá. Nhưng trước tiên các con hãy khởi động đã. 1, 2, 3, 4. Giơ tay lên trời, chạm xuống đất. 1, 2, 3, 4. Xoay hông nào, thêm vòng nữa. 1, 2, 3, 4. Nhảy, nhảy, và nhảy lại. Vậy là khởi động rồi. Giờ là lúc thực hành. Thầy sẽ chuyển cho các con quả bóng và cố gắng bắt lấy nó nhé. Dạ được, con trước à, huấn luyện viên. Được rồi, tản ra nào. Ryan, bắt lấy. Tốt lắm, Ryan. Vic, chuẩn bị đi. Vâng. Bắt này.
coi đây nè. Tốt lắm, Rambo, bắt đi. Con bắt được bóng rồi. Thầy Mark, con phải đi học làm vườn đây. Warren, xem ai đào được nhiều nhất nào. Được rồi, tớ có muộn quá không vậy? Rambo, Ram, cậu đến vừa đúng lúc. Tớ và Warren sắp có một cuộc thi nhỏ. Phải, đúng rồi, cậu giúp chúng tớ đếm đến 10 nhé. Được. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. 1 2 3 4 5 Sao 5 là gì nhỉ? 10 Hobby chiến thắng. Tớ đã thắng. Tớ biết tớ sẽ thắng mà. Hobby, sao cũng được. Rambo vẫn có thể thắng mà. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Để tớ xem nào. Rambo, cậu đã thắng. Nhưng tớ đào nhiều lỗ mà, nhìn thấy không? Rambo đã thắng. Không công bằng gì cả. Tuyệt vời. Âm nhạc nghe tuyệt vời quá. Với những thứ đó, lớp học âm nhạc của mình sẽ là... Xin chào. Tại sao cậu lại làm vậy? Mém nữa thì thôi rồi. Cậu đã không chú ý trong lớp học. Âm nhạc cậu chơi thật là khủng khiếp. Đó không phải là sự thật. Cậu đã không tưới nước cho tớ trong lớp học. Cậu không bao giờ giỏi bóng đá cả. Lùi lại. Rambo, ôi chao, thức dậy đi nào. Rambo, có chuyện gì vậy? Cô Olivia. Rambo, đừng sợ. Kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra nào. Con không thông minh lắm. Con không giỏi bất cứ thứ gì cả. Mọi người đều cười nhạo con. Vì vậy con mới muốn học thêm nhiều điều để trở thành một siêu sao. Rambo, Rambo, đó có phải là lý do tại sao con tham dự tất cả các lớp học không? Nên con quá mệt mỏi và gặp ác mộng đó. Rambo, cô sẽ nói với con điều này. Càng nhiều không có nghĩa là càng tốt. Thời gian và sức lực của chúng ta là có hạn. Con cần chọn những thứ con thích và tập trung vào nó. Đó mới là cách con phát triển. Bây giờ hãy nói cho cô biết, con có thích ca hát không? Cô Olivia, con thích hát nhất. Với con là con thích thể thao nhất. Con có thể nhảy rất cao đấy. Rambo thân mến, mọi người đều có môn học yêu thích của mình. Và có gì đó thú vị được tìm thấy trong mọi môn học. Bây giờ hãy nói cho cô biết môn học yêu thích của con là gì. Vẽ, con thích vẽ nhất. Vậy thì hãy chú tâm vào lớp học vẽ và cố gắng hết sức trong từng bước vẽ, được chứ? Vâng. Rambo khá đấy. Bức tranh đẹp nhất ngày. Hãy vỗ tay cho Rambo. Làm tốt lắm. Tuyệt vời em trai. Rambo, cậu thật là tuyệt. Xin chào các bạn. Các cậu có lớp học yêu thích nào không? Hãy nói với mẹ và bố của các cậu về nó nha. Các cậu không cần phải đi đến tất cả các lớp học đâu. Những thứ các cậu thích là những thứ các cậu nên tập trung vào. Được rồi, tạm biệt.